Theo quy định tại nghị định 123, hành vi cố tình bán đất khi không có sổ đỏ hoặc đang tranh chấp sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức. Theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, đất phải có đủ các điều kiện sau mới được phép mua bán: có sổ đỏ, đất không có tranh chấp, đất không bị kê biên hoặc bị áp dụng các biện pháp khác để đảm bảo thi hành án, vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất, đất không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nghị định 123/2024 có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 quy định về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khoản 3 Điều 17 nghị định này quy định hành vi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai 2024 thì hình thức và mức xử phạt là 30 đến 50 triệu đồng. Đồng thời theo khoản 2 điều 5, nghị định 123 quy định mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. Như vậy, hành vi cố tình bán đất khi không có sổ đỏ hoặc đang tranh chấp sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, từ 60 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó bắt buộc bên mua phải trả lại đất, đồng thời hợp đồng mua bán bị vô hiệu và nộp lại số bất lợi hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, buộc phải thực hiện việc đăng ký đất đai với trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Về mức phạt với hành vi không đăng ký đất đai khi làm sổ đỏ lần đầu, điều 16 nghị định 123 2024 quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu. Theo điều 132 Luật Đất đai, đất vẫn đang được sử dụng nhưng chưa đăng ký, đất được nhà nước giao và cho thuê để sử dụng tất được nhà nước giao để quản lý mà chưa thực hiện đăng ký. Về mức phạt khi tự ý sửa thông tin trên sổ đỏ, theo nghị định số 123 2024, hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng và bị tịch thu sổ đỏ đã sửa chữa tẩy xóa đó. Với hành vi dùng sổ đỏ giả đi mua bán nhà đất, tùy vào tính chất mức độ vi phạm của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về xử lý hành chính theo khoản 3 điều 27 nghị định 123 2024 phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng với trường hợp sử dụng giấy tờ giả khi thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai chưa đến mức xử lý hình sự. Ngoài ra cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký biến động sử dụng hồ sơ giả khi chuyển nhượng Nghị định 123 của chính phủ quy định hành vi lấn đất chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường thị trấn có mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 123-2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, đối tượng bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai. Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp cụ thể, đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt từ 2 đến 30 triệu đồng. Đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 3 đến 150 triệu đồng. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 20 đến 200 triệu đồng tùy theo diện tích đất vi phạm. Nghị định nêu rõ, hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng hai lần mức phạt tương ứng với quy định trên. Nghị định quy định hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị phạt từ 20 đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Đồng thời, Nghị định 123 quy định rõ mức phạt đối với các hành vi lấn đất và chiếm đất. Trường hợp 1, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan tổ chức của nhà nước đã quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý, bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Trường hợp 2, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp 1 kể trên mà thuộc địa giới hành chính của xã thì cũng bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Trường hợp 3 đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp trường hợp 1 mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Trường hợp 4, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp trường hợp 1 mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Quy định quy định rõ đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường thị trấn thì mức xử phạt bằng 2 lần, mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định ở trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức mức phạt từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đất mà nhà nước đã có quyết định giao đất cho thuê đất, nhưng người được giao đất cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2024. Theo dự thảo tờ trình, quy định này áp dụng với tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc nhóm được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết luật và pháp luật khác có liên quan. Về mức giảm tiền thuê đất, tại dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án. Phương án 1 giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất như trên. Phương án 2 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất như trên. Bộ Tài chính cho hay dự kiến trình chính phủ đề xuất phương án 2 để phù hợp với tình hình diễn biến mới về kinh tế xã hội của cả nước, tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP quý 3 của cả nước có thể giảm 0,35%, quý 4 giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. Đối với phương án 1 do Bộ Tài chính đề xuất trong kịch bản không có báo số 3, dự thảo tờ trình cũng cho biết giảm tiền thuê đất sẽ giảm thu ngân sách nhà nước từ 2.000 tỷ đồng tính theo phương án giảm 15% tiền thuê đất đến 4.000 tỷ đồng tính theo phương án giảm 30% tiền thuê đất.